chuyện giường chiếu con cũng giỏi hơn bà chủ đấy. Thế hôm nay bà chủ long mắt này lắm rồi. Mày đừng có bảo là ông chủ mày cũng bảo thế nhá. Không, anh lái xe bảo thế. Hello, xin chào mọi người, lại là Nam Chọc đây. Chào mừng mọi người đến với kênh Tẻ Chuyện Tiếu Lâm của Nam Chọc nhá. Và hôm nay Nam Chọc lại tiếp tục kể cho mọi người những câu chuyện cười để mọi người có giây phút rất thư giãn nhá. Câu chuyện rất hài hước về gia đình giàu có và những cô xin. Đấy, thì ở một gia đình rất là giàu có thì có một cô xin này, sau rất là nhiều năm làm việc nhưng mức lương vẫn chỉ lẹt đẹt 3-4 triệu. Thì hôm đấy là thấy tiện thể là có gặp bà chủ, thì cô xin thì cô mới gọi bà chủ con này về cái gì đấy, vì sao đấy? Bảo bà chủ tăng lương lên cho con đấy, con làm bao nhiêu năm rồi mà lương con vẫn chỉ được có 3 triệu. Thì lúc này bà chủ bảo thế mày làm đã làm được cái gì giỏi không mà mày đòi tăng lương? Thì lúc này có Oxin nói là thì con nấu ăn giỏi hơn bà chủ này. Bà chủ nói ai bảo với mày như thế, hay là ông chủ bảo thế, thế mày còn làm cái gì giỏi nữa không? Thì cô Oxin nó thủng thẳng đáp này, con ủi quần áo phẳng hơn bà chủ này. Bà chủ lại hỏi ai bảo mày thế, ông chủ bảo thế, thế mày còn làm cái gì giỏi nữa không, hơn nữa không? Thì lúc này Oxin mới nói là chuyện giường chiếu con cũng giỏi hơn bà chủ này. Thế hôm nay bà chủ long mắt này lắm rồi. Mày đừng có bảo là ông chủ mày cũng bảo thế nhá. Không, anh lái xe bảo thế. Lúc này là bà chủ bị trúng tim đen. Thế bà chủ mới hạ giọng, thế mày muốn tăng lương bao nhiêu? Ham tiền mà lấy vợ giàu thì phải trả một cái giá rất đắt, thà đi vay lại ngân hàng lãi suất còn thấp hơn. Tình yêu làm cho con người ta mù mắt, nhưng hôn nhân làm cho con người ta mở mắt ra. Trước khi lấy nhau, những lời nói của người yêu thường làm tôi mất ngủ. Khi lấy nhau rồi, đêm đêm lên giường tôi không được nghe những lời âu yếm đây nữa, vì em chưa kịp nói thì tôi đã ngủ mất rồi. Và nữa là có những ông chồng xui xẻo, vợ lấy hết tiền rồi bỏ đi. Nhưng còn có những ông chồng xui xẻo hơn, là vợ lấy hết tiền rồi nhưng không chịu bỏ đi. Vì vậy, bà vợ mà đã chót lấy hết tiền của chồng rồi thì hãy bỏ đi, để cho những ông chồng còn có cơ hội đi lấy vợ mới. Các bà vợ nhé. Hiểu đấy. Câu chuyện ở trong một bệnh viện. Có một ông bệnh nhân này đang nằm trên bàn chuẩn bị gây mê để chờ phẫu thuật tim. Thì ông ấy ngẩng đầu dậy, ông ấy nói bác sĩ: bác sĩ ơi, tôi lo quá, vì đây là lần đầu tiên tôi phẫu thuật, không biết nó có nguy hiểm đến tính mạng không. Lúc này ông bác sĩ ông mới vuốt mồ hôi ở trên trán, ông bảo: tôi còn lo hơn anh ấy, vì tôi đã phẫu thuật bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên tôi phẫu thuật. Có một anh chàng bị chứng hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là một con chuột, và được gia đình đưa đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Thì ông bác sĩ ông có rất là nhiều kinh nghiệm mà ông điều trị cho anh ấy bằng cái phương pháp dạng như kiểu là tẩy não, để cho anh ấy không còn nghĩ anh là con chuột nữa. Sau một thời gian điều trị và qua rất nhiều bài test thì bác sĩ và đồng nghiệp kiểm tra thấy ok rồi và cho anh ấy xuất viện. Thì anh này anh ấy vui mừng và bắt tay các bác sĩ đi ra về. Và trong lúc anh ấy đi ra thì anh ấy thấy một con mèo nó cứ nhìn chằm chằm anh ấy. Và anh ấy sợ quá, anh ấy hốt hoảng, anh ấy chạy vào. Trong lúc bác sĩ đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp thì ông bác sĩ ông ngạc nhiên: ủa, sao anh đi về rồi mà anh còn vào đây làm gì? Thì anh này bảo: bác sĩ ơi, tôi ra ngoài tôi thấy một con mèo nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Ông bác sĩ ông trấn an: anh là một con người chứ anh không phải con chuột, nên là anh không phải sợ mèo nữa. Anh bệnh nhân anh ấy bảo: vâng, tôi biết tôi là một con người, bác sĩ cũng biết tôi là một con người, nhưng con mèo nó không biết. Câu chuyện về những bà vợ ăn vụng trước khi lấy chồng. Ở nhà có một gia đình này có cậu con trai gọi là quý tử đấy. Nhà này có một người này được rất được chiều chuộng từ bé, và cậu rất là phá phách. Năm cậu trưởng thành thì cậu phá phách các kiểu, ông bố ông ấy không thể chịu nữa. Ông ấy mới quát vào, ông chửi: mày cút ra khỏi nhà tao, từ nay tao không có đứa con là mày nữa, như mày nữa. Thì lúc này cậu thanh niên thì cậu mới thủng thẳng cậu ấy đáp: vâng, con biết con không phải là con của ba,
Vì mẹ nói cho con biết từ lâu rồi. Và tiếp theo lại là một câu chuyện của một anh bệnh nhân bị hoang tưởng. Có một anh này, anh bị bệnh mất ngủ triền miên. Và anh ấy đến gặp bác sĩ. Thì bác sĩ mới hỏi thế tại sao anh mất ngủ. Thì anh này anh mới trình bày là cứ khi tôi tắt đèn tôi đi ngủ thì tôi lại thấy có một cái bóng đen nó ở dưới gầm giường. Và tôi dậy tôi bật đèn lên, tôi lấy đèn pin tôi soi vào trong, tôi lấy cây lấy chổi tôi khua cũng không nhìn thấy nó đâu. Nhưng tôi cứ tắt điện đi là tôi lại thấy có một cái bóng đen. Thì ông bác sĩ lúc này ông biết rồi, anh này ông đoán luôn được là chứng hoang tưởng rồi. Thì ông ấy sẽ điều trị theo cái phác đồ của ông ấy sau một thời gian thì kiểm tra thì anh này anh vui vẻ và anh ấy đi ra về. Nhưng đến vài hôm sau anh ấy lại quay đến, anh ấy nói bác sĩ không chữa được khỏi bệnh cho tôi mà bác sĩ không giỏi bằng bạn tôi. Thế lúc này ông bác sĩ ông ấy ngạc nhiên, ông ấy tò mò, ông nghĩ là bạn thằng này bạn nó là cái gì, không phải bác sĩ không chữa bệnh giỏi hơn cả mình. Thế ông hỏi thế bạn anh là bác sĩ à? Ông bảo không, bạn tôi không làm bác sĩ. Thế tại sao mà lại chữa được khỏi bệnh cho anh? Anh nói cho tôi nghe xem nào. Đấy, ông bác sĩ ông tò mò lắm. Thật ra anh này anh nói đấy, câu chuyện là tôi cũng kể cho bác sĩ là cứ nửa đêm tôi đi ngủ tắt đèn là tôi thấy có lại như có một cái bóng đen nó ở dưới gầm giường. Thì lúc này anh bạn tôi anh nói là đơn giản, mày cưa bốn cái chân giường đi. Và thế là tôi cưa bốn cái chân giường đi và từ đấy giờ đi là tôi không thấy cái bóng đen đâu nữa. Ai ốt thì mà. Ông này ông bác sĩ lắc đầu. Câu chuyện về một gia đình có một mãi mới sinh được một cậu con này thì nó mới có 7-8 tuổi thôi, rất tinh nghịch. Hôm nó vào chùa nó phá phách bẻ cây vặt cành rồi là nghịch các kiểu. Thì có một vị Nico gì đó ra quát mắng nó và đuổi nó về và còn dọa lần sau mà còn như thế là sẽ bị ăn đòn. Thì nó về nó mép với bố nó. Bố nó thì cũng thương con vì quý tử mà. Nên là ông tức tối ông ấy phi lên chùa. Thì ông ấy nhìn ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Thì ông thấy có một vị hòa thượng đi ra. Đấy, thì ông ấy nói thưa sư, có phải lúc nãy nhà sư la mắng con trai của tôi không? Thì nhà sư nhà này chậm rãi nói ta chưa la ai bao giờ cả. Thì ông bố ông lại tức, ông bảo nó còn méc là còn đánh nó nữa cơ. Nhà sư bảo thùng thẳng đáp ta chưa đánh ai bao giờ cả. Thì lúc này ông ấy tức lắm rồi, ông không làm gì được. Thì ông ấy quay đầu ông đi về và ông ấy ngoái lại ông ấy nói thưa sư, kể cả lần có lần sau nữa gọi là sư, có là sư hay là gì chăng nữa thì tôi cũng không để yên đâu. Thế lúc này nhà sư lại thùng thẳng đáp ta chưa ngán ai bao giờ cả. Câu chuyện hài về có chuyện gọi là mì ăn liền. Thì có một anh trí thức này, anh ấy vì nhiều công việc quá thì buổi chiều đi làm về anh ấy tạt vào một cái đại lý để anh ấy mua mấy gói mì ăn liền về để sáng hôm sau ăn đi làm. Thì sáng hôm sau dậy anh ấy khi đun nước đâu đấy anh bóc mì ra để định úp mì để ăn. Thì anh ấy nhìn lên nhìn thấy cái hạn sử dụng thì anh ấy thấy hết hạn rồi. Anh ấy cáu quá là anh ấy chạy ra cái đại lý đấy, anh ấy mới hỏi thế tại sao hàng hết hạn rồi mà chị vẫn bán cho tôi. Thế là bà chủ đại lý bà nói thế hôm qua anh mua cái gì nhỉ? Đây tôi mua mì ăn liền đây. Bà chủ bảo nói à vâng đúng rồi thì anh mua mì ăn liền thì anh phải ăn liền chứ anh để hôm nay ăn nó hết hạn là phải rồi. Anh không là gì nữa, tức lắm rồi phải bỏ đi ra về. Câu chuyện về răng giả và tiền giả mọi người nhá. Này có một anh này anh bị gãy hai cái răng. Anh ấy đến bác sĩ nha khoa anh ấy làm răng giả. Thì khi làm xong đâu đấy rồi anh ấy thanh toán cho bác sĩ là 400.000. Thì ông bác sĩ cũng không để ý thì cầm tiền rồi xong là anh ấy ra về. Thì tất cả thông tin số điện thoại vẫn còn. Thì sáng hôm sau anh bác sĩ là anh ấy đi ra chợ anh ấy mua đồ thì anh ấy bị bà bán hàng và phát hiện đây là tiền giả. Đấy, thì anh ấy tức, ông bác sĩ tức quá, ông về ông tìm thông tin số điện thoại, ông gọi cho cái anh hôm qua làm răng giả. Ông gọi có phải anh Hải hôm qua làm răng ở chỗ phòng nha khoa của tôi không? Bảo vâng đúng rồi tôi đây. Đấy, hôm qua anh làm ở tôi hai cái răng
anh thanh toán cho tôi 400.000 là tiền giả. Ông bảo vâng đúng rồi, vì ông làm cho tôi hai cái răng giả thì tôi trả tiền cho ông tiền giả là phải thôi. Câu chuyện tiếp theo nhá, thời buổi này thì nhiều người là muốn giàu, muốn có ăn nhưng mà không muốn làm. Thì câu chuyện của người trở thành tỷ phú, có một ông này thì chỉ trong 5 năm ông đã trở thành tỷ phú. Thì rất nhiều tiểu thương ở khu chợ này góp tiền lại để mời ông ấy đến để ông ấy chia sẻ bí quyết trở thành tỷ phú. Thì khi ông vừa bước vào trong hội trường, mọi người đứng lên vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Thì bắt đầu ông chia sẻ. Trước tiên là ông có gửi lời chào đến tất cả quý vị cho trong khán đài này. Mọi người mới có một người đứng lên cầm micro hỏi: xin chào tỷ phú, tỷ phú chia sẻ cái bí quyết để thành công để trở thành tỷ phú chỉ trong có mấy năm như vậy. Thì ông này nói vâng, xin chào tất cả quý vị. Tôi đầu tiên là một người bán bánh mì, cứ hàng sáng đều đặn, tôi cứ 5 giờ sáng tôi dậy, tôi lấy 100 cái bánh mì, tôi bán mỗi cái 1.000, tôi lấy lãi được 500 đồng. Và cứ đều đặn năm thứ nhất sang năm thứ hai, và dần dần tôi có những khách quen. Đấy, và vào những cái dịp như Trung Thu hay là Noel thì khách quen thì tôi có những quà tặng khuyến mại, mua 2 tặng 1. Thế có một anh ấy bảo đứng lên, anh ấy lấy mic, anh bảo thế mỗi một cái bánh mì lãi được có 500 thì làm sao mà trong mấy năm đã trở thành tỷ phú. Vâng, anh để tôi chia sẻ đã. Đấy, trong số tiền đấy, trong mấy năm thì tôi cứ đều đặn như thế. Và khi tôi tích góp được một chút vốn, bắt đầu tôi mới mang tiền đi đầu tư. Ông này có nhiều người nhao nhao, không biết nghĩ đầu tư kiểu gì mà lại nhanh giàu thế. Thế một người lấy được mic nói: thế thưa tỷ phú đầu tư vào lĩnh vực gì mà nhanh giàu thế? Ông này, ông tỷ phú bánh mì, thì ông mới nha nhở, ông nói: vâng, tôi đầu tư vào một công ty của nhà nước hẳn hoi. Lúc này là mọi người sốt ruột lắm rồi. Một người giật đường bích nói: thế công ty đấy là công ty là gì mà lại làm ăn tốt thế và trở thành tỷ phú nhanh thế? Là lúc này ông nói: vâng, trong cái số tiền mà tôi tích góp được đó, cứ ngày này qua ngày kia tôi mang tiền tôi đầu tư vào công ty xổ số, và thế là tôi trúng số và tôi trở thành tỷ phú. Đấy, ai muốn giàu thì hãy học theo tôi, đầu tư vào công ty xổ số Việt Lốt, các bạn có thể trở thành tỷ tỷ. Câu chuyện tiếp theo tôi xin kể một người phụ nữ. Và một hôm đang vào buổi sáng, trong đồn cảnh sát đang rất đông người, thì có một người phụ nữ tầm 60 tuổi hớt ha hớt hải chạy vào hét to: mọi người nhường nhường cho tôi để vào tôi trình báo. Thì lúc này tất cả mọi người đều quay lại nhìn bà ấy. Thấy vẻ bà hấp tấp, bà chạy vào thì anh cảnh sát và mọi người nhường cho bà, thì bà lên bà trình bày, đứng lên gặp cảnh sát. Anh cảnh sát thì mới nói: thế bà có việc gì là bà trình bày nè. Thì thấy anh cảnh sát thấy có vẻ là tính chất nó nghiêm trọng, bà: vâng, thưa anh cảnh sát, tôi xin trình bày việc như thế này. Nhà tôi ở trên một quả đồi nhỏ, xa xa có một với một căn nhà gỗ đơn sơ, thì vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi thấy có một cái bóng đen nó lướt qua cửa. Tôi nghi nó là kẻ gian nhưng tôi cứ nằm im xem nó làm gì. Lúc này ông cảnh sát ông bảo: thế bà đến đây là như thế nào, bà nói nhanh ở đây, bà thấy đằng sau bao nhiêu người đang xếp hàng. Này bà thủ thẳng: vâng, anh đừng có dục, anh đừng có hối, đây là cái chuyện hệ trọng cả đời tôi. Lúc này ông cảnh sát: thế bà nói nhanh nhỉ. Vâng, đấy thì tôi thấy nó lướt qua và nó cậy cửa, nó nhẹ nhàng nó bước vào trong phòng, nhưng tôi cứ nằm im xem nó làm gì. Ông cảnh sát ông cáu lên: thế bà nói nhanh thiệt thôi nào. Ấy, ông đừng có hối, đây là cái chuyện hệ trọng cả đời tôi. Đấy, nó bắt đầu nó cái bóng đen nó tiến đến giường, nó kéo cái màn ra. Tôi nghĩ nó kẻ gian rồi, nhưng tôi cứ nằm im xem nó làm gì. Này ông cảnh sát ông cáu lắm rồi, thế cuối cùng là như thế nào, nó là kẻ gian đích thực chứ như thế nào nữa? Ấy, ông đừng có hối, đây là chuyện hệ trọng cả đời tôi, ông cứ từ để tôi trình bày. Thế là nó kéo cái màn lên, nó tiến đến người tôi, nó sờ soạng và nó luồn tay vào trong áo tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian nhưng tôi cứ để im xem nó làm gì. Lúc này ông cảnh sát và mọi người đứng sau tức lắm rồi,
Thế ý là bà hôm nay đến thưa là thông báo nó là với công an nó là kẻ gian để tìm nó đúng không? Ấy, ông đừng có hối. Đây là chuyện hệ trọng cả đời tôi. Để tôi trình bày tiếp. Khi nó luồn tay vào trong áo tôi, nó sờ soạng khắp người tôi và nó lột hết quần áo tôi ra. Tôi nghi nó là kẻ gian, nhưng tôi cứ để im xem nó làm gì. Thế ông cảnh sát bảo, thế tốt cuộc cuối cùng nó làm gì? Ấy, ông đừng có hối. Đây là chuyện hệ trọng cả đời tôi. Ông để yên để tôi trình bày. Và tiếp theo, nó đã cướp mất đời con gái 60 năm của tôi. Thế vậy hôm nay là bà đến đây là bà thưa để chúng tôi tìm để bắt cái thằng nó đã cưỡng hiếp, cướp mất 60 năm đời con gái của bà đúng không? Ấy, ông đừng có hối. Ông để nguyên tôi trình bày. Và sau khi nó cướp mất đời con gái của tôi thì nó đã nhẹ nhàng nó đi ra cửa và nó biến mất. Thế hôm nay mục đích của bà đến đây là làm gì? Ông cảnh sát cáu rồi. Đấy, thế ông bảo, hôm nay tôi đến đây, tôi hỏi các ông xem có biết nó là ai không, mà sao mấy tuần rồi tôi nằm chờ không thấy nó quay lại. Tiếp theo lại một câu chuyện nữa là một đôi vợ chồng nọ thì hình như bà vợ đến kỳ dục chứng hay sao, cái máu dê trong người nổi lên, bà cứ cà khịa gãi gãi chồng, gã gẫm. Thì ông chồng ông ấy bảo là con nó ngủ đã. Thế vợ quay sang anh xem con ngủ chưa. Thì ông ấy quay sang lay lay ông không thấy gì. Ông bảo úi giời nó ngủ như thằng chết trôi rồi này. Hai vợ chồng bắt đầu là hiệp xúc than. Ông chồng xúc than cho vào cái lò hư hỏng để nướng khoai. Xong rồi là tắt điện đi ngủ. Đi ngủ sáng hôm sau dậy khi cả nhà đang ăn sáng, thằng con trai nó mới cầm cái cốc, nó giơ lên nó bảo bố cho thằng cốc cô chết trôi xin cốc nước. Câu chuyện tiếp theo mình xin kể là câu chuyện về những tân binh khi mới và đi lính. Ông đại đội trưởng ông bắt là mỗi người sẽ phải kể một câu chuyện, thì mọi người ai cũng kể người thì kể chuyện là tôi dình hàng xóm tắm và bị nó phát hiện. Ôi, vác nước nó hắt vào mặt tôi, ai cũng cười và nói người thì kể tôi đi ăn trộm hoa quả bị chó nhà hàng xóm đuổi chạy rách mất quần. Người thì kể tôi mùa đông lặn xuống sông và ngậm ống đu đủ rút chân vịt bắt trộm vịt đi nướng. Đấy, mọi người kể hết rồi thì đến có một anh này, anh ấy ngồi ở cuối và ông đại đội trưởng ông đứng ở đông ngó ông vậy, cậu kia lên đây câu chuyện của cậu là gì. Thì anh này anh gãi đầu gãi tai không biết là kể cái gì. Thì anh bảo vâng thưa đại đội trưởng, trước khi tôi vào đây thì nhà tôi có nghề truyền thống và nó mang lại cuộc sống gia đình tôi. Ông đại đội trưởng hỏi thế nghề truyền thống nhà cậu là nghề gì. Thì cậu này cậu thùng thắng cậu nói đời ông nội tôi cứ mỗi ngày bán 3 bao muối. Thế khi ông nội qua đời thì ông nội truyền lại cái nghề đấy cho bố tôi và bố tôi cũng kế nghiệp. Mỗi ngày bố tôi chở xe đi bán hết 3 bao muối. Và trước khi tôi vào đây thì tôi cũng đã đi kế nghiệp cái nghề của bố tôi, đó là cũng mỗi ngày tôi đi bán được 3 bao muối. Thế ông đại đội trưởng hỏi thế còn gì nữa không, mà tôi xin hết. Ông ấy nói chuyện nhạt như thế mà cũng kể được. Thế anh tân binh anh mới thủng thẳng anh ấy đáp 9 bao muối mà còn kêu nhạt. Và câu chuyện tiếp theo là bà con dân tộc ở vùng núi phía Bắc như là dân tộc Thái gì đó ở Sơn La Yên Bái này có hai cái tục tắm tiên. Thì có hai cái thằng thanh niên này nó cũng mới lớn nên rủ nhau đi ra suối để dình chị em phụ nữ tắm tiên. Thì trong lúc mà đang nhìn thấy đang ở đoạn cao trào, thấy nhìn thấy đồi núi rồi đào điếc rồi nhím nhiếc, thì một thằng nó vội vã nó chạy, thì thằng kia nó cũng sợ quá nó chạy theo. Xong chạy được một đoạn hai thằng nó mới đứng nó thở dốc. Thằng kia thằng chạy sau hỏi ủa tại sao đang xem hấp dẫn nó gây cấn mà mày lại chạy. Cái thằng kia nó thủng thẳng nó đang tao nhớ lời mẹ tao nói, tao sợ quá tao phải chạy. Thế mẹ mày nói cái gì? Mẹ tao nói nếu mà
đàn ông con trai mà dình phụ nữ tắm là sẽ bị hóa đá. Cái thằng chạy sau nó bảo, nó vỗ vào đầu nó, mày bị điên à, làm gì có chuyện đó. Không, tao nghĩ là thật đấy, vì của tao có chỗ nó đang cứng như đá rồi đây này. Câu chuyện tiếp theo mình xin kể là chuyện xử án của Diêm Vương. Thì ở trong một cái cuộc xử án, Diêm Vương mới gọi có 4 tù nhân, 4 người là gọi là mới được Diêm Vương triệu hồi xuống. Trong buổi xử án thì Diêm Vương có 4 mức. Diêm Vương tuyên bố luôn, ai dê con thầy đứng sang một bên thì có một anh thứ nhất, anh đứng sang cái cột đấy. Thứ hai là ai dê con thầy, dê vợ bạn đứng sang một bên thì anh thứ hai. Đấy, và ai dê con thầy, dê vợ bạn, dê em vợ đứng sang một bên thì có anh thứ ba, anh ấy đứng xa. Thế có một thằng thứ tư nó cứ đứng yên. Thế là Diêm Vương và mọi người mới ngạc nhiên hỏi, thế mày đứng ở chỗ nào? Thế anh này anh ấy mới nói, dạ bẩm Diêm Vương, thế còn những người mà vừa dê con thầy, dê vợ bạn, dê em vợ và dê vợ thằng hàng xóm thì đứng ở đâu ạ? Ông Diêm Vương cũng như vậy, mày lên đây đứng với tao. Mọi người ơi, hôm nay mình tạm có một vài câu chuyện như thế thôi nhá. Mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có những cái thêm nhiều cái video chất lượng tốt hơn. Nam Trọc xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ cho mình xin một like, comment và chia sẻ, cũng như để ủng hộ cho kênh của mình ngày một phát triển nhá. Và cũng như là hãy đăng ký để được xem những cập nhật những video mới nhất với những câu chuyện hài, chuyện tiếu lâm, để mình có những giây phút thư giãn sảng khoái sau những mệt nhọc bận rộn cuộc sống cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai. Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe.